Lấy đọc hay gì chưa? Hai, xin chào các bạn nha. Hôm nay Tân cùng củ tỏi cháu Khải với vợ Tầm sẽ đi ra đồng bắt chuột. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Chuột nó chùa ha. Chịu không? À, chùa tới luôn. Nhất cái lách. Khải cái này phải trứng và cầm xà beng nổi rồi đấy các bạn. Trời, Khải đào hôm nay, Khải đào rồi Khải. Rồi sáu đang lên tôn. Hai, xin chào các bạn nha. Bây giờ Tân cùng mấy anh em đã ra được ngoài đồng. Mấy anh em đi kiếm hàng chuột để đào. Cái này có nước được phân vô nó xem. Quá ăn ngon luôn kìa. Ngon luôn. Chào các bạn. Ở cắt khúc đi. Cắt khúc đi để nó lòn. À, xem xả mấy hàng phía trước này lại không? Con dòng kia có hàng xả này không? Hả? Sẩm sẩm bớt hang. Nó chạy ra đi. Không có chạy ra sợ chạy vô mấy hang khác mệt. Đào nữa. Đào tới luôn à. Này bây giờ mấy anh em bắt đầu đào các bạn ơi. Kêu xe lấy kêu xe vô lấy đất vô không? Xe chở đất đâu rồi? Đào tới đâu lấy cái đó. Khải, con gà chân chỗ của tỏi nha Khải. Ở sau sau lưng của tỏi Khải. Khi nó đi chợ không? Nó có hàng dưới đây không? Có đâu. Ai, ở lại. Này không có đâu. Đây nè. Đào tới luôn á. Dồn á. Này mát trời mà. Nhìn nghe cụp cụp vậy ta. Nó mềm mềm không có hởm. Nhỏ quá. Bự quá. Ủa. Má biết nhiêu bỏ lứa nữa không? Má là nhóc luôn á. Thông nhau chưa? Không. Coi ở sau lưng nó đó nha Khải. Tới luôn. Không ở đâu. Tới luôn. Tới luôn. Đủ quá sao mà hang gì mà nó dòm tới ba luôn á. Dòm tới móc không à? Không dòm tới chữ T luôn á. Có hang mới kìa. Trời ơi, tôi soi mỗi đêm. Ê, thấy chưa? Chạy nhóc rồi. Hai cái loại hết đi vòng vòng á. Rồi. Sám đã đỡ rồi. Không biết đường chạy luôn. Cái đây có rồi. Đây là chuột nhiều lắm nha các bạn. Đây, ở đây nhóc luôn nè. Rồi, xiết đi. Vứt tới đi có tỏi này. Cho thằng Phụng nó xảm đi. Giờ mấy anh em phát hiện cái ổ luôn rồi. Ngay ổ luôn rồi. Tới dầm xung chạm rồi các bạn. Chưa gì nó ra ha. Mùa này mà bắt trúng hàng là vài chục con luôn á. Hàng nụ như này đủ nồi ăn chua gắn hồi xưa mà ra ruộng mà nói gắn là đủ về liền, giờ cầu nói kiếm ra cầu cho thấy à. Quất tiếp tục chương trình bắt chuột các bạn ơi. Khải chuẩn bị nha Khải đó. Nói chống rồi đình. Đến cái phòng
đứng cái phụng phụng đứa tỏi cao. Vậy. Phụng đứa tỏi cao. Đó. Đè xuống, đè cái tay xuống. Có đâu? Trời. Dính vào đây mà. Rồi đi theo đường mòn nó vô đó luôn rồi. Đó hàng đó. Trong này là nhóc luôn nè, cái cục cá ba này nè. Ê, chạy điện thoại, thôi nha. Thấy không, nổi. Ê, kìa kìa kìa. Dính, 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 chọc nó, chọc nó. Ừ. Ủa, bự ta, khỏi nhẹ cái cho nó xỉu thôi. Nào. Bự ta. Dính chụp mẹ gì vậy? Ủa, này lứa sao bự vậy? Ê, kìa kìa. Ê. Đó. Rồi. Ê. Chính như vậy nè. Tay chụp. Báo rồi, xám lại. Đó, lứa bự gì trời. Lứa ngon ngon không rồi các bạn ơi. Cầm làm gì đây? Bóp đầu đi con, bóp sơ cái này. Xấu. Nhiều dữ á. Mày lứa này dữ lắm rồi, nãy biết nhiêu cái gọn rồi. Coi. Chưa rồi. Nó chụp. Còn nó chụp xe tay đứng bị chụp. Cha, người ta ruột. Ừ. Còn mấy à? Để vậy đi tới luôn á. Đứng mình mé bảnh đó Khải. Đủ. Tới nữa. Bên đây. Đẹp lắm, hàng đẹp lắm. Đẹp vậy. Dễ vậy. Nghe cỏ. Ai mà làm ruộng cỏ gì không? Cũng rồi. Tới luôn. Tới hàng mới nè. Tới má ơi. Tới hàng mới. Đây. Bự quá. Chưa có hàng à. Chưa có hàng luôn. Này cái giò tôi. Tối hôm ngày bứng mai đào lên tay quá ha. Cải lên giò. Ra nè. Đó có hàng ta trái đó. Hả? Ừ. Nó bít đùng luôn đó. Đó cái hàng đi đẹp hết biết luôn trời. Ở bên đó kìa. Có đó đó bít đùng đó. Ủa, đó móc cục đất lên cái hay đó không có đâu kì vậy thôi quá rồi, quá rồi. Tới tới của tôi tới luôn dữ lắm nha nè nè cục này tố nè đi vô nữa còn tới nữa hả tới chữ tê tới chữ tê anh em ơi chuẩn bị nha tê 502 bạn xem pha chụp chuột thần thánh của Võ Tòng. Thấy được. Khai nhảy vậy cô tội ơi. Tới nữa. Đây nè. Đây nè, nhảy giò. Đây luôn nè. Khai nhảy hỏi sao. Ấy. Ủa. Tính tới. Khai nhảy hỏi sao đào té đáy luôn. Ấy. Tới luôn đó. Tới. Khải đứng đó nè Khải. Chuột nó chạy hướng này. Cái gì? Nãy thấy chạy vô mấy con lận mà. Trời, bây giờ là nó còn nó... còn nữa kìa, chừng ném xuống dưới á. Đây nè. Tới nữa đó. Để lấy từ từ này. Hàng đâu ra. Ừ. Tới nữa cứ nhăn cho đó của tội. Trên dưới luôn, có hàng dưới không hả giả tập. Cục nè. Cục không? Tới nè. Tới nữa. Này. Khoan nghe. Cục này cha ơi. Đi luôn. Còn đi tới. Má vô khúc này bắt đuôi mới đã nè. Túa. Ủ à. Ủ không nghe. Túa nghe.
từ thủ vô hang trong nó luôn kìa. Đó còn lên không hay là xuống? Lên. Ai chớp đứa nhớ đi đó, trời ơi. Nhà thấy à dưới này nè, đó cái đầu đó, đó bóp đại vô. Đúng nè, cắm cái này nè, cắm bóp vô. Này lứa đó, lấy anh mày. Đó, nhóc luôn, lấy giá đạo á, lấy giá. Nhóc dưới không? Ừ. Đè, đè vô. Nhóc luôn, chạy qua cho lợi nhiều lắm. Giá này, giá. Lấy cái giá, lấy giá, sợi bắt từ từ á, bắt đuôi đó. Dữ lắm rồi các bạn ơi, hàng này tới rồi. Khai không nghe, Phụng. Ok. Ê, đó. Má, hàng trên hiểu gì. Cái này, cái đây. Khải, con đứng bên kia rồi Khải. Đủ đứng rồi. Sau lưng Phụng á, đứng sau lưng Phụng. Kia luôn trời. Đi ra. Coi đó, ấy, vậy. Ê, qua chờ cái đuôi à. Ê, ê. Kìa, lấy cục gắt ra, kìa bên. Cho, giá. Từ từ lấy cái túi. Qua bự rồi. Nhiều lắm, lứa, đó đó không á. Lứa bự quá vậy. Trời ơi. Đông sưng tới giờ mà. Rồi, nó ăn cái lúa người ta cho nó ăn. Ê, nó chạy ra chạy vô vậy á. Có hàng đi xuống kìa, hàng đi xuống nghe chẳng tay đỡ đồng á, không có đâu, ở dưới đó hàng nước mà. Có đâu hết rồi, có cái hàng dưới đó, có hết rồi. Dạ, dạ cục đá lên đi cho tổng, nãy có hàng đi xuống mà. Không có đâu, hàng qua đây nè. Ừ, hàng đó đó, hàng chỗ cho tổng chỉ á. Hàng qua đây nè, có cái hàng lên đi xuống. Từ từ gấp đừng để nó cái hàng nó nha, cái hàng nó chừng nó đi xuống nhiều lắm á. Má chạy từ lưới sang đó rồi, nó còn đi tới gì kìa, xuống dưới á, coi cờ gỡ dưới đây cho tổng, dưới cái chỗ cục sình á, nãy có hàng đi xuống nước á. Ê, ê, dính rồi đó Khải, dính rồi đó. Quá. Thôi có chú Năm này nãy giờ. Được Khải. Đè trắng. Nó xuống dưới đó đó. Nãy có hàng xuống nước á. Lướt bự bự rồi, lướt anh chua ngon lắm rồi chú Năm ơi. Có chú Năm nữa là tới chuyện rồi. Con này đâu chạy khỏi. Lấy mấy con đắt nhỏ nhỏ lên đi để mất hàng, dễ mất hàng. Đó hàng đó đó. Còn gì? Cùng rồi. À, bên này còn. Cùng bên này. Bên này à? Con. Ồ, đây tới rồi, tới. À, lũ đầu. Đánh. Đi bắt nha. Thập thò không ngờ không chết. Đó, thập thò đó. Ừ, đó đó chạy. Ra đó. Nhỏ xíu rồi. Nhỏ xíu rồi. Lứa mà. Bóp luôn. Nhiều lắm á. Đó. Dính còn nhóc kìa. Cái thằng lão. Dẹp mấy cục đất này ra dễ chụp đi cho tổng. Lấy mấy cục đất này ra dễ chụp. Nhiều lắm á. Nó dồn ra vào. Bài nãy dồn nè. Vô ra. Nó tính lên đường này được không? Ừ. Hết rồi coi. Làm như cùng. Đây con này cái. Nè. Con chạy dữ lắm rồi bạn này đó. Nó đây nè. Con đó còn nhiều lắm. Cái này sao ta? Còn con bự con ấy chạy vô đây nè. Sao con kia con này. Nãy vô đó con. Ừ. Con này cũng bự á. Đây nhiều nè. Bờ mềm này tranh thủ đàn. Nãy con này vô hàng này nè. Nãy vô hàng này nè. Con này cũng chậm á.
đào cắt đường ở đây này, của tôi nó chạy thông qua mệt. Vô đâu? Vô đó đó, hang chỗ nãy á. Đâu chạy khỏi. Tiếp tục hành trình các bạn ơi. Xuống dạy cho mình lót cửa. Mình bỏ xa. Lấy xà băng này. Xà băng. Xà băng này, cái giá này để vô ấy hay đâu? Bèn nhúc nhích nó cũng ra. Theo giữa bờ nó chụp vô. Chụp vô. Vô miệng ốc trên bờ. Đâu có đâu, giấu rồi. Nó chạy vô mà. Nó chạy vô hơn đó đó. Ăn nhẹ ăn không vô đó. Sắn giữa bờ nhúc nhích đại cho nó ra. Chạy ra tới giò anh tỏi cái chuyện chạy ra sao á. Đó không 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 tốc độ mình hơ vô anh nhìn nó rồi anh cho em mất nhạc luôn bự lứa bự bự trơn quá không có thắng. Nay cầm máy quay chứ mới chết con đó rồi. Không chạy. Không chạy. Nó chạy hút chuột. Không có đâu, có là gà. Có. Giờ giờ lên đó. Coi chừng nó chạy nữa. Ở đằng đó hết thang nó quay lại không trong. Lại nó chết. Chết chiến khải. Lấy nè, lấy đất nè. Ngồi xuống dưới rồi. Kệ cho đỡ mãi cho ba là ấy ra. Móc cục đất đó ra. Dạ nào. Dạ sao lên kìa. Rồi. Sâu cái gì? Đó xuống tới hàng nước rồi đó. Giống cái chỗ em còn chột nãy. Lại sẵn con này đi. Cho cô tỏi lấy cây kia nãy cái một nó ra rồi. Má chuột này nãy nhẹp luôn. Ném như hàng nước. Kìa kìa. Đây là bệnh đó. Rồi, gái bỏ vô luôn rồi. Chín rồi hả? Ừ. Cậu nó chạy tiếu rồi chứ. Cái gì tình có chạy gì đó lắm rồi. Ừ. Này bữa nay giống như mình giỡn với chuột vậy ta. Là dài này có nữa nè. Nó ra vô để dạ. Rồi, có ra rồi. Là giờ anh em với chú Năm sẽ tiếp tục đào ở đây các bạn ơi. Đào này thấy cũng nhiều. Có lý nha Khải. Để đó đi con. Nãy giờ được nhiều nữa các bạn. Cũng im rồi. Chạy bển gì nó rộn đâu. Bên đây này đã được. Ê có con chị chạy gì? Khải. Ê chuột chuột. Chạy qua bển. Đó đó chạy đó. Đâu? Vô đây. Vô đây. Chuột đó bự á. Bự bự á. Nghe giọt luôn. Ok. Nghe. Chộp. Đây còn có chuột bự mà. Chuột bự khác nữa hả? Đó. Khải phải không? Chạy đi hồi đào, hồi đào tới. Còn đào tới nữa mà. Đào khúc này đi coi đi. Trời ơi hôm nay lại say nữa rồi. Này em kiến trà trên sắp bông bò ha. Coi anh sợ lên ha. Nghe gọt. Ê chấp chấp.
Trời ơi, vô hang trời nhéo luôn đây lụp. Chuẩn bị. Lạ. Đột lạ như mèo. Đó, đỡ đỡ vô tầm. Còn nữa đó, hang còn tới nữa. Tiếp chụp đi. Ừ, Khải kìa, sau lưng đó đó Khải. Vô lại. Vô lại hả? Ê, nó mới thập thò đó. Ô, dốc luôn. Sạm cái hàng đó lại, nhẹ cái đi. Đi. Nó mới thập thò còn con nữa, Võ Tòng ơi. Rồi thục như sao rồi, vậy là thục ở sao nữa rồi, ra sao nữa rồi. Khải Khải ra chỗ đôi dép đứng đó Khải. Quá. Còn nữa, còn hết đó. Đây đây. Đây nè, đây nè. Đây chưa? Dính hả? Chưa chưa, lắc cái lại ra. Ủa dính luôn hả? Trời trời. Có sao không? Ờ, đảo hang lứa này ăn mệt. Đúng. Lại sao lưng nghe phải chúng. Mẹ nấu chua ăn nhất mình luôn các bạn ơi. Nhậu nhất mình. Ra chưa? Lứa này ngon không có tỏi? Lứa này ngon không? Đảo kia. Vậy Khải? Lứa gì? Nãy có mấy con trời chui vô đây nè gì? Này bắt chuột phá hoại mùa màng các bạn ơi. Phá hoại mùa màng. Đây 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 rồi. Quá, nó tổng ra. Chết. Rồi. Ấy. Giúp. Thấy hỏi trời ghê không cho tầm. Đạp trúng cái mình là nó giật lên liền. Để mà hướng quay đầu nó. Thấy bự là nó cho mày vô. Vừa đạp lên cái đôi cái thấy giật cái giò lên cho tầm góp vô giật cái giò lên đó nào, cho cái chuột. Bự quá mà. Chừng cái này nè. Này nãy có mấy chuột chạy vô đó. Vui quá các bạn ơi. Ấy, má vô đây con này. Thập thò của tao ơi. Quá đây thập thò nó nào quá trời ơi, quá trời ơi. Ê Khải qua đây chụp con này nè Khải. Bỏ nó đi, này thập thò này nè. Đi bên kia Khải. Bữa nay là cho Khải chụp này đây, đây hết hàng. Khải chạy bên kia đó. Vậy lắp hàng rồi Khải. Con nó cũng bự nữa nha Khải. Không. Không phải con đó đâu. Kìa con nhóc giống kìa thập thò giống kìa. Bên Khải con bự á. Bên Khải con bự nha Khải ơi. Đó. Ừ, hết chuột nó mới ngon. Ê, nhẹ nhẹ nhỏ. Giật lại cái Khải. Nhóc cho luôn các bạn ơi. Bên Khải con nó bự nha Khải ơi. Đứng đây vô nha Khải. Cái gì Khải đá cho giữa ruộng. Ừ. Ê, bự. Dính luôn. Mà tầm ghê trời. Má đang canh ở đây chuẩn bị nẻ nó rồi. Má ghê thì chết ở đây. Bởi vì bắt chuột phải có Võ Tòng mới được. Dĩ mình đòi đi lên to lập nhà. Lấy từ bé ông đào bỏ lấy lập đi. Đang lột cái gì? Trời ơi, đang lột thợ nhóc quá chứ. Cãi gì con nói ra rồi đó cãi. Con phải bự mà nãy thấy bự. Nó giò muốn chẹo luôn trời. Ta lột từ từ mà. Nó bị chẹo giò. Nghe ngắn mối luôn. Rồi Võ Tòng anh nó chết vậy đó hai Võ Tòng. Lại ra hai mấy ông gồm ơi. Trời. Hai mấy ông gồm. Má chán mày lắm rồi nghe Võ Tòng ơi. Má chủ hai mấy ông gồm ơi nó dép theo hứa gàng này chứ. Nhà sắm vàng cho vợ chứ.
chẳng lẽ ở nhà lẩu bắt chuột còn mang giày lợn máu rồi kìa. Hơi lai chim, chính lai chim dành lưng nha. Ê Tông, Tông đào cái đó giá kiến không. Ồ quá trời rồi đó hàng. Đó, đợi đây nè, mới ra thời gian này nè. Cho nó gom nè. Ừ. Coi nó đi Khải. Ở đó bích trơn rồi, mình đâu có sợ nó đâu. Không cái đó luôn. Không. Các bạn coi những pha chuột chạy bờ đê. Ở đây trống lỏng rồi, chạy đâu đâu khỏi đâu. Khải chuẩn bị nha Khải à. Khải đá hồ vậy các bạn. Bọc xuống dưới rồi có Khải tiếp liền. Mà có chuyện ở trong này đúng. Anh xui. Tới luôn ta. Còn hang đi tới mà. Đi tới đặng. Đang cản nha, ha, đây nè. Dễ gì vậy? Một cái giá nó dưỡng dưỡng đi Gia Tòng ơi. Lên nè. Dạ luôn. Đó, vậy nó chưa chạy ra nữa trời. Chạy ướt chân. Cái hàng nó. Không. Nghe coi nó chạy không Khải. Đụng ra tầm hỗ trợ rồi ha. Đủ giá mạnh như trời. Tới luôn hàng đi tới luôn kìa. Đi tới luôn hàng trên hai hàng luôn, ngay nhà lầu rồi. Ngay chuột nhà giàu rồi, nó đi thẳng hai hang luôn đó chú Năm. Chú ngựa chuẩn bị Khải ơi, gần tới đích nữa nha Khải. Tới nữa. Còn hang dưới vô. Khoan, từ tập coi có hang đi xuống không. Tới luôn này, tới này. Ngại chơi. Nó chịu ấy nó dọn. Hồi nãy mấy hang kia cũng vậy gì. Nhiều lúc nó hở mấy mùa này ở bạ. Nè, túa nè. Túa nè, đây có là túa đó, túa cục này nè. Ăn bậy hả bà. Ừ. 100 mét cuối cùng. Chưa thấy hồi âm các bạn ơi. Đó nghe. Đặt ra, vô lại. Ô, 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 ô. Chết. Thấy chưa, ông gồng không? Tới đó. Ây. Đi Võ Tòng. Đó, nghe tiếng thở của Võ Tòng dữ lắm. Ê. Quá trời đuôi à. Đuôi. Đuôi không thấy đường. Đuôi. Đuôi đuôi. Đuôi. Chừng tới cục này giòn á, cục này thấy họ lỗ nhóc luôn nè, hang quá trời hang. Phập bay. Có một con này đuối thiệt à. Má thấy không, Khải cục đắt trước đó em Khải. Má không nãy cục đắt trước là Khải chụp không kẹp con chuột đó đó. Cục đắt trước Khải nó né bên kia. Dính nè. Đây có một con. Trình dòm nữa nghe. Còn á chú Năm ơi, lúc nãy em cục đắt cuối cùng nó em ghê lắm à. Em lúc này có hai con. Kì vậy. Hàng dưới đó coi còn hang không, cục đất đó kìa. Đây còn chú Năm ơi, cái hàng mới chát chú Năm ơi. Lấy cục đất bây giờ ném dưới đó đó. Ai 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 ai. Còn cái gì vậy? Khúc
mẹ có hai ba con hả? Bệnh luôn à. Cục này chắc hết rồi chứ Năm ơi. Khô quá. Có rồi. Bỏ vô Năm nè. Nghỉ đây, nghỉ đây. Kiếm mấy cục nào chắc chắc lượng nào. Ôi giời, té cái này trời. Này đất đất nhà mà đâu sao phải không? Nó bự quá nè. Này đào. Đây sơ sơ. Lên xăng cái. Khải còn ngon hơn Khải. Bụng nó mắm trộn phụng. Lụm nó dép kìa, hồi quên kìa. Còn nó cuốc luôn mà. Bỏ dép đó tiền không? Bỏ dép luôn à. Nói vào luôn bỏ dép luôn.